Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy rất là nhiều loại nha. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, chào chị. Chào Pháp Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em mấy clip vừa qua nha. Hôm nay em có lên một số mặt hoa giấy để cho cô chú để chơi Tết nha. Đây em không mất thời gian cô chú, em lên cây số 1. Dạ. Một cây phụng vàng lửa đang kẹo búp của anh chị em. Dạ. Nó tán ạ. Tán ngang là 76, chiều cao là 51. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 14. Cây mã M1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k em bao gồm phí ship cô chú anh chị. Lên cây M2. Một cây tím bướm. Cây tím bướm. Cây này size lớn quá anh chị em, cây rất lực nha. Nó tán á. Tán ngang là 72, chiều cao ở đây em đo được là 94. Hoành nó đem đo được cho mình là hoành 26. Cây mã M2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 750k nha. 750k bao gồm phí ship. Đế sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị. Lên cây M3. Kép 5 màu anh chị em, kép chùm ha. Cây rất là đẹp luôn. Đang rực rỡ bông. Là tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 72, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m, hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 15. Cây mã M3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 580k nha. 580k em bao gồm phí ship. Kép hồng, kép đỏ, kép vàng, kép cam và kép trắng phất hồng của anh chị em. Lên cây mã M4 ạ. Cây tím bướm ạ. Là tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 65, chiều cao ở đây em đo được là 75. Hoành đế em đo được ở đây là hoành 21. Cây mã M4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 600k nha. 600k bao gồm phí ship. Cây đi đường có rụng lá rụng hoa, cô chú cũng thông cảm cho nhà vườn giùm nha. Lên cây ngũ sắc. Cây mã M5 ạ. Đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình á là 62. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 90. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14. Cây mã M5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị á là 360k nha. 360k cho cây ngũ sắc. Kẹo búp chân của anh chị. Lên mã M6 ạ. Cây hồng gân. Cây hồng gân. Nó tán á. Tán ngang á là 64 á. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 66 á. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Lên mã M7 á. Cẩm thạch quý anh chị em. Là tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình á là 48. Chiều cao ở đây em đo được cho mình á là 66. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16. Cây mã M7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị á là 350k nha. 350k em bao gồm phí ship á. Cẩm thạch trắng và tím mã lai. Em lên mã M8. Tiếp tục là kép chùm à. Cây khá là đẹp của anh chị em. Em đo tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 52. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 89. Hoành đế ở đây em đo được cho mình đó là hoành 11. Cây mã M8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 430k nha. 430k em bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Em lên mã M9 ạ. Nó tán á. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 42. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 55. Hoành đế ở đây em đo được cho mình là hoành 20 nha. Cây mã M9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 380k. Không có 300. Trắng và tím mà lai cẩm thạch của anh chị em. Lá có quăng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Lên mã M10 ạ. Một cây rượu vang.
ra bán á. 8.000 á là 55 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 58 ạ. Hoành á đem ra được cho mình là hoành 17 ạ. Cây má mờ mờ này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha, 270k cho cây rượu hoành á. Em xin xuống ạ. Lên má mờ 11 ạ. Một cây mỹ đỏ đuôi cáo anh chị em. Nó tán á. 8.000 là 65 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 70 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 15 ạ. Cây mã M11 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Lên xuống ạ. Lên mã M12 ạ. Mà bán ạ. 8.000 là 50 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 60 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 17 á. Cây mã M12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 400k nha. 400k em bao gồm phí ship luôn. Vẫn là cẩm thạch ta. Tiếp Mã Lai của anh chị em. Lên mã M13. Cẩm thạch tím xíu bông. Đang búp hoa luôn cô chú anh chị, cái này vừa chơi Tết. Nó bán 8.000 là 50 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là cũng 50 ạ. Hoành đế ở đây em đo được cho mình nó là 20 ạ. Cây mã M13 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 380k nha. 380k em bao gồm phí ship. Lên mã M14 á. Cành vàng lá ngọc, ba màu anh chị em, trắng, hồng và đỏ. Rồi bán ạ, 8.000 là 56 ạ. Chiều cao ở đây em đo được đó là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 17 ạ. Cây mã M14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k bao gồm phí ship. Lên xuống ạ. Lên mã M15 ạ. Cẩm thạch tím siêu bông. Đang bức hoa luôn cô chú anh chị. Em đo tán ạ. 8.000 là 52. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 50. Hoành đế ở đây em đo được cho mình đó là hoành 19 ạ. Cây mã M15 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 380k nha. 380k. Cây đế quái luôn cô chú anh chị ạ. Lên mã M16 ạ. Cây ngũ sắc ạ. Em đo tán ạ. 8.000 ở đây em đo được cho mình là 68 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 79 ạ. Hoành ở đây em đo cho mình là 15 ạ. Cây mã M16 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 380k luôn nha. 380k cho cây ngũ sắc ạ. Em lên xuống ạ. Em lên mã M17 ạ. Cẩm thạch tím siêu bông đang full bông anh chị em. Kẹo búp ha. Em đo tán ạ. 8.000 là 55 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 64 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M17 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k. Đế uống lượng luôn cô chú anh chị ạ. Lên xuống ạ. Lên mã M18 ạ. Một cây tiên nữ anh chị, có hồng gân nữa ha. Em đo tán ạ. 8.000 là 60 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 69 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M18 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha. 280k cho cây mã M18 ạ. Lên mã M19 ạ. Cầm thật tím xíu bông của anh chị em. Nào tán ạ. 8.000 là 48 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 85 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13. Cây mã M19 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k. Lên xuống ạ. Lên mã M20 ạ. Một cây hồng tuyết á. 8.000 là 52 ạ. Chiều cao là 64 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M20 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k bao gồm phí ship luôn ạ. Lên mã M21 ạ.
một cây phụng bằng lưới anh chị em. Rau tán á, 8.000 á là 65 ạ. Chiều cao ở đây em đo được là 60 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây máy M21 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k em bao gồm phí ship ạ. Lên máy M22 ạ. Cây rượu vang á. Em đo 8 ạ. 8.000 á là 43, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 75 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây máy M22 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k em bao gồm phí ship ạ. Cây máy M22 là cũng cái cây cuối trong clip của em ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem ủng hộ em, mà mong cô chú anh chị xem ủng hộ em ạ. Rồi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn nha.